Ok, hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Khoa đây, thì hôm nay mình sẽ chơi Free Fire nha các bạn. Ok, thì mấy tháng hay là mấy tuần nay gì đó mình không quay video tại vì mình rất là bận. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi một trận team 4 nha các bạn. Mình sẽ vô đấu rank, mình chơi một trận team 4. Ok, thì mình đi vô. Không được chút một thì các bạn đừng có buồn nha. Chơi một trận cho vui thôi. Ok, thì có nhiều bạn nói là coi video của mình lát, đó chính là về cái phần mềm này nè. Đấy, khi bật lên nó rất là lát, nhưng mà hôm nay mình đã chỉnh lại rồi, coi thử nó có lát nữa không. Nhưng mà mình nghĩ nó vẫn sẽ lát. Ok, bây giờ mình sẽ vô. Ok, khá là lâu. Rồi xong một người. Đấy, nó cứ lát lát. Ok, thì hôm nay mình nhà mặc một cái bộ đồ tù và cái mặt nạ mình biết gì đó không ta. Kỳ nhanh và kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của anh Khoa. Ok, thì mình sẽ đây. Người đó like cho mình sẽ vỗ tay. Ok, bây giờ mình sẽ đi, tiếp tục đi. Đi săn. Mình nói săn vậy thôi chứ không biết người ta săn mình hay là mình săn họ. Coi thôi. Thanh niên, thanh niên. Có thanh niên này. Mình không được top 1 thì các bạn không có buồn nha. Mình chơi làm cho vui thôi. Ok, mình đang cố gắng tìm vị trí của thanh niên ở phía dưới. Ok, bắn nhau suốt sẻ. Đây, mình sẽ bỏ cái này chỗ này. Vướng đây. Đấy, bỏ cho nó. Đâu vậy ta? Chạy xuống. Năm nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm những cái trang bị. Đây hồng sát nữa. Có gì không? Cũng sẽ mình vẫn thích chơi 10v40. Okay.
vậy ta? Đánh ra nhiều súng. Đúng. Ok, đi đây. Ok. Mình sẽ đi ra kê. Cái hoa bắn rất là gắt. Bắn rất là hay. Bây giờ chắc giết được hai ba mẹ rồi đó. Rất là khổ gấu, khổ bán cái trường. Ok. Cái chiếc những cái chân gạo thì chưa ngon cho súng. Mình dư bạn. Khi mà sẽ đi tiếp lượt đồ. Những cái chân bị ngon nhất. Ok. Ok thì mình bật cái vòng tròn này nè. Này thấy không? Mình bấm chỗ nào là nó hiện lên chỗ đó. Rất là khó chơi, làm sao mình sẽ tắt đi. Ê, nó kìa. Nãy giờ thì mình chưa giết được mẹ nào hết. Mình oh shit. Lên bảy ngôi bên 12 nó khá là lag các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên con xe mô tô này. Ê, đừng gấp xe. Bắn đáy. Đâu rồi thanh niên đâu? Ló mặt ra đây.
mặt ra, ló mặt ra, niên đâu? Thanh niên đâu rồi ta? Ok, mình sẽ cố tìm vị trí của thanh niên, xác vị trí đang ở đâu. Ok, đâu rồi ta? Đâu rồi, ra đây. Đậu xanh. Let's go. Bắn nhau các bạn. Bắn nhau, bắn nhau. Ồ. Lại số 2 giết rồi kìa. Đèn thắng tài 1. Cái gì vậy? Hết hồn hàng. Đứng. Ngồi đó. Mình viết ngay trên đây sẽ có. Đây. Nhảy. Đấy. Kinh chưa, kinh chưa? Nhưng mà tính ra nó cũng không kinh lắm. À, thẻ thính đúng không? Đúng rồi, thẻ thính các bạn ơi. Khá là lát. Thính nào? À, cái thính này. Răng gắt chứ. Răng gì gắt luôn. Ê kìa. Kìa. Trời ơi. Ủa, bên khu dân cư nữa. Hai bên, hai bên. Hai hướng, đi chơi. Nắm, nắm, nắm. Hai bên tiếp. Ok, bây giờ mình sẽ đi xác định vị trí. Hạ được của nó. Không biết mình hạ gục tụi nó hay là tụi nó hạ gục mình. Sợ quá. Ê, cái đó là à, bên kia. Rồi.
ơi, bị giật lát đầu. Ý nó kìa. Có cái này khó chịu. Ok, bây giờ mình team mình đang đứng trong top 6. Ok, giờ chỉ còn 3 thanh niên nữa thôi. Liệu team mình có thắng không? Hay là team đó thắng? Làm đồ đồ hết rồi. Chung đi chứ. Coi thử tụi nó làm sao. Ngay là ở chỗ này. Giờ khá là lát rồi. Đau thôi rồi. Thế bây giờ này, tụi mình rồi mình sẽ xuống. Ê ê ê. Thấy. Ok, nếu các bạn thích video này thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Tạm biệt.